Thưa quý khán giả Người Việt Online, bây giờ là 11 giờ trưa ngày Chủ nhật mùng 5 Tây tháng 10 năm 2014, ngay tại ngã tư đường của trung tâm thành phố Mong Kok, cách trung tâm tài chính hành chính Hồng Kông một khoảng 15 phút lái xe. Chúng ta thấy rằng đang diễn ra một cuộc biểu tình, và thành phần tham dự của biểu tình ở đây chúng tôi ghi nhận thấy là chỉ có một ít những giới trẻ, còn ngoài ra là đa số là những người lớn tuổi. Nếu mà so với giới trẻ mà tham dự cuộc biểu tình lớn ngay tại trung tâm tài chính của Hồng Kông thì ở đây số người trẻ ít hơn rất nhiều, và tại đây thì những người biểu tình đã chiếm ngay ngã tư đường, tức là cái ngã tư chính huyết mạch của thành phố Mong Kok. Tại đây đã xảy ra ít nhất là 3 cuộc xô xát giữa một bên là những người biểu tình đòi tự do dân chủ cho Hồng Kông, và bên kia là những người ủng hộ chính quyền Hồng Kông. Họ than phiền rằng tất cả những cuộc biểu tình này gây trở ngại cho công việc làm ăn buôn bán của họ. Và ít nhất là một người phụ nữ cách đây 3 ngày đã bị đánh bị thương tại khu vực này. Và đêm hôm kia thì cảnh sát cũng đã hành hung một người phụ nữ khác. Ngoài ra thì có một nhà báo cũng bị cảnh sát đánh bị thương trong lúc xô xát đôi bên với nhau. Chúng tôi ghi nhận thấy là trên bờ tường có rất nhiều những tấm hình treo lên cho thấy rằng đã xảy ra những cuộc xô xát và người bị thương ngay tại Mong Kok. Với tất cả những tin được loan truyền từ đêm hôm qua tới giờ là Hà Nội trong ngày hôm nay, cảnh sát sẽ tiến hành một cuộc tấn công bằng bạo lực để nhằm mục đích giải tỏa toàn bộ những khu vực đang diễn ra biểu tình, để nhằm mục đích trả lại sự bình an cho thành phố sau hơn 10 ngày sinh viên và dân chúng Hồng Kông xuống đường đòi hỏi phải có bầu cử dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2017. Không khí tại Mong Kok thì có vẻ căng thẳng hơn không khí ngay tại trung tâm tài chính của Hồng Kông. Đinh Quang Thái tường trình trực tiếp từ Hồng Kông.